cái bể uống hả? Yeah. Bữa cái thằng kia mới uống đó, bữa về Bình Dương á.
Chỉ đốt hết cái vật liệu cháy xung quanh nó đúng không? Cho nó hết hết lan đấy. Thank you.
ngon chưa? Đây thì có rồi đó, một cây ở đây rồi. Có cái này chạy đây.
cái trước nguồn cây này em chưa, cái khoảng cách cây này em chưa có luôn ạ. Còn về cái gì, cái đường này em cũng chưa biết nó động bao nhiêu hả? Nó không đi biết gì. À thì đi luôn đó thì ra xung. Hai cái đúng rồi, bây giờ hai con bé này đó là em nó đi với nhau nè. Cái này đang là kho nha. Cô này em đang trồng cây nè. Nhưng mà sang bên này nó lại thành kho đó, cũng lấy thế nào. Quá là luôn. Nghĩa là bây giờ